Vô Cực Tam Thanh Tổng Đạo Viện. Hôm nay chúng con đi vãn cảnh ở đây đây. Đến đây xin các cụ là cho con quay. Bên trong còn rộng này luôn. Tu sĩ nhiều tay. Rộng lắm cung bên, nên chỉ trên cung hai bên hai cánh gà hai cung nữa. Leo tiếp lên trên này, tầng hai trên này còn rộng này. Cột to thế này. Đấy còn đây cầu thang máy kìa. Đây này cái tích cổ thì người ta làm cái bức tranh hay tượng này tích cổ đấy chứ. Con nghĩ ông này ông vua trên trời. Ui, súng bắn đồng đồng này. Bằng ấy à? Này, súng này. Bằng thần sáng. Bằng đá đấy à, đá hoa cương hay đá granite. Đây là đắp vữa. Vữa rồi vữa đá à, đục. Đá xanh. Đá xanh, đá xanh. Nhìn nó họ đục này, này, nhìn nó đục mặt thì như thật đấy nhỉ. Đây. Đào kiếm với nhau. Đúng không? Đây là ở biển mà. Đây là tích tích cổ là tiến ra biển. Đây, ông thần này tiến ra biển. Quay vào đây, vua đây. Vua, vua. Vua đây. Samaha. Tần. Hồ ly này rồi nó phượng hoàng này. Đôi 4 6 8 9 đầu kình phượng hoàng 9 đầu. Kiểu cứu năm. Rồng. Đây đây cứ 9. Nền tích cổ ngày xưa. Để rửa mái làm đẹp thế này, mái họ đục đẹp chưa? À. Khảm khổ hết này, khảm hết. Khảm hết rồi. À quên, đục hết rồi. Sơn, son, chữ vàng hết.
ở đây ở chỗ này ông ấy ông bảo xây trước đây 20 năm rồi đấy mà chưa xong. Xong rồi. Gỗ. Này chắc là mình chẳng có để cho chắc là cái cánh cửa đấy làm cái cánh cửa quay đi. Đây này, đây đấy, quay đấy. Cánh cửa quay. Như của ngày xưa, cửa ngày xưa cổ ấy nhỉ. Nó có chốt cho quay đi chứ có dùng bản đè đâu. Đây này. Như này, này mà sau này mà đút thế nào mà được nhỉ? Thì nâng lên trên đi. Yeah, cái ngoài ít rồi. Sao được? Đấy, đây là tầng tầng 3 thì tầng 4 nhỉ? Đang làm mấy tầng rồi. Vẫn còn đang làm. Ô tô chạy lên đến đây rồi. Cái thằng này khả thảm đẹp này. Hả? Từ từ đấy ra đi. À đây là cái ấy rồi. Toàn bộ ta trả gì? Vẫn còn đang xây dựng. To lắm. Rộng. Chú quay lúc nào chú bắn sang đây cho anh đi nhé. Quay thì em quay đẹp đâu. Anh không quay được. Có quay nhưng mà không có hình của anh ở đấy. Bắn là sao? Cổ ngày xưa của đời nhà Thanh. Thì em quay em thu gần nhiều, anh không thu à? Không. Đấy em ấy. Anh tính thu nhiều lần sẽ thu nó thì em. Đây này. Sơn thần tiếp bạc đi người chưa nhỉ? Đây em sơn sơn cho bạn. Bập đóng hết mà. Đồ sơn thôi. Đóng đi, sơn đi. Đồng đúc đi, đồng ná nôi bọc đi, nốt bọc đi. Hả? Đấy sang lầu bên này. Đá. Đẹp chưa?
cột này toàn bằng đá ấy nhỉ. Galito. Đá đá. 20 năm nữa may là mới xong. Người thì có 3-4 ông thợ làm cái này. Công trình lớn. Lập cái kênh YouTube chưa? Này, đã lập kênh YouTube chưa? Lưu xong rồi đưa vào YouTube nữa. Chục năm nữa, 20 năm. Thôi. Lên ở cái lối kia kìa, lên cái tầng 2, tầng 3 này. Chắc đằng này, phía đằng này sau này cũng còn xây nữa này. Lúc này vẫn chưa xong, nhưng mà nó chắc chắn đâu, rồi một số chỗ này nó cũng phải xây cái gì nữa. Có tiền đến đâu thì xây đến đấy, đúng không? Đây này, chả cả trên một cái quả đồi trên này, người ta còn cắt cái đất này ra để người ta còn lấy đây. Đây là đất của dân rồi. Đây là bờ đất của họ, cái bờ ao này. Ừ. Đây là đất của dân rồi. Chưa, vào cung này chứ. Chắc đó là ông Việt Nam là làm đấy. Công trình to thế để bà Việt Nam. Trình to như này được khoảng độ 4 ông thợ này làm gì mà chặt hết hết. Cái phù điêu này chắc là tích cổ này. Đang trong quá trình xây dựng, mái vẫn còn chưa lắp hết hoàn chỉnh cửa. Tùng cúc trúc mai. Nối lên. Đi lên lên trên xem. Lóc này trên. Vẫn còn ở trên này cơ mà. Ờ đây phải mái này nữa. Kinh. Ui giời, trên này vẫn còn rộng này cơ mà. Đấy. Toàn xa xiếc. Thở hỏi lắm. Quên mình nhốt quay.